Gì? Vậy luôn? Hai cây một nháy? Sao được trời? Hai cây rồi mình như chuyện đùa, hai cây đó là anh đi làm được cả chục nháy luôn á. À đù. Rồi bây giờ anh tính vậy đi, một cây một nháy. Hello mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì sau cái màn trên mà thua bóng đá thì mọi người kêu mình, yêu cầu mình làm thêm phần 2. Mình cũng có đọc qua một số ý kiến của mấy bạn rồi. Thì mình thấy là cũng tạm tạm. Còn theo ý mình thì lần này mình sẽ làm theo kiểu mà mình cá độ ăn mọi người. Nhưng mà mình ăn cá độ của một bạn nữ. Đấy, mà bạn nữ đó không có tiền trả. Hẹn mình ra ngoài nhà trọ để mà trao thăng trả nợ nha mọi người. Đấy, thì một chút xíu nữa khi mà vợ mình nó kéo cửa nó đi ra thì mình sẽ nói chuyện với vợ, nói chuyện với bạn nữ đó để mà cắn nợ nha mọi người, lấy thăng cắn nợ nha mọi người. Ok, vô. Ok mọi người nha, thì bây giờ mình sẽ nằm ở đây để xem một lát nữa vợ mình có ra không nha mọi người. Ok, vô. A few moments later. Sao em? À, anh nói mà, trời ơi, anh nói là đêm hôm qua là anh sẽ gỡ lại cái vốn lẫn lời mà em tin anh. Ok, rồi bây giờ hai cây đó tính sao? Cái gì? Trời ơi, anh nói chuyện như đùa. Anh thua em á, thì anh nói là nếu mà đêm tối anh thua, hôm qua anh thua nữa thì anh sẽ chung cho em hết, còn thì bữa nay em thua thì em phải chung cho anh chứ. Em nói gì sao được, không có tiền thì không có tiền chứ, mình chơi phải uy tín với nhau chứ. Ok, giờ em tính sao? Hai cây chứ không phải như chuyện đùa đâu mà em nói là muốn sao cũng được, muốn sao là muốn sao. Giờ nói em giờ sao, giờ hai cây em tính sao? Ờ, anh còn đem tiền cho anh để mà anh đổ luôn vợ anh cho nó biết mặt là anh ăn cá lộ anh ăn nữa. Ừ, không có tiền hả? Trời, nói gì chết anh luôn rồi. Nói vậy là lỡ như là anh nói anh ăn rồi mà không có tiền rồi đem về rồi anh nói sao rồi với vợ anh sao? Nó không tin anh là anh cá độ hay rồi sao? Cái gì? Anh muốn sao cũng được hả? Muốn sao là sao em nói đi. Cái gì? Vậy luôn? Hai cây một nháy? Sao được trời? Hai cây rồi mình nghĩ chuyện đùa, hai cây đó là anh đi làm được cả chục nháy luôn á. À đù. Rồi bây giờ anh tính vậy đi, một cây một nháy. Rồi dù sao thì anh cũng nói với vợ anh là hôm qua là anh nói chơi rồi mà, một cây một nháy. Ok thì bây giờ quyết định một cây một nháy đi. Rồi ok đúng không? Thì khi nào mà anh mà con vợ anh nó đi đâu á thì anh sẽ nhắn tin cho em biết nha. Ok rồi vậy đi. Hôm qua nói gì? Ủa hôm qua nó chơi hả? Vậy là có thiệt hả? Nhưng mà anh ăn rồi. Ăn hả? Một cây một cái hả? Nhưng mà anh ăn rồi. Anh có thua đâu. Anh chẳng nhớ anh trả được cái tiền của anh nhưng mà. Rồi tiền à? Còn tiền hắn đâu? Không tiền hắn là. Anh chưa lấy. Vừa lấy đi. Thì từ lấy. Mất gì một cây một nháy. Mình thua người ta mình nhớ gì đâu. Ủa một cây hả? Một. Có. Nói chung là về rồi. Không có lời. Rồi, một cây một nháy là cái gì? Gì đâu thì kiểu nói theo cách cá độ vậy mà. Cá độ là cái gì? Thì nói theo cái kiểu cá độ em nói biết không? Nói không? Bây giờ nói không? Nói mà nói sao? Chung là anh quầy rồi. Cái gì em biết hả? Tuy em không biết cá độ là cái gì nhưng mà cái nháy là cái gì em biết nha. Là hôm qua anh có chơi luôn, anh dẫn chơi luôn. Đúng rồi. Nhưng mà anh ăn. Em bây giờ anh thấy chưa?
Rồi cái tiền đâu? Em phải tin anh chứ. Rồi tiền đâu? Hồi nãy nó không có tiền mà nháy làm nháy gì? Thì anh quậy rồi. Anh còn lời được hai cây luôn ấy. Lời hai cây hay lời hai nháy? Thì nó cũng giống vậy. Nháy gì? Em hỏi gì? Giấu tiền ra đây. Em không tin anh thì mắc gì bây giờ anh phải đổi tiền với em chứ? Là bây giờ không có tiền đúng không? Đúng rồi. Là đổi với con nhỏ đó là hai cây hai nháy đúng không? Là một nháy hai mấy chục triệu. Là 50 triệu đúng không? Hả? Sao như đỉ hả? Em vô duyên vậy? Anh làm gì chưa? Ủa nói chuyện kiểu đó mà anh nghe được hả? Anh nói gì nãy giờ anh chả nói gì hết trơn. Ủa em nghe nãy đứng đây em nghe luôn á. Em đi chậm chậm em nghe. Anh không có thấy. Ủa không có thấy tự nhiên anh kết thúc cái em đá liền cái là anh nghĩ em từng trong buồn cái ra hay gì. Biết đâu anh kiếm chuyện với anh sao? Nói chung là cái chuyện của anh. Miễn em không tin anh thì bây giờ nói chung là anh thắng rồi. Anh trả được rồi, anh không cần em nữa. Rồi tiền đâu? Hôm trước thua 2 cây. Hồi tối ra 4 cây. Còn 2 cây đâu? Quầy 2 cây còn 2 cây đâu? Nói chung anh thấy tao tội nghiệp nên anh cho rồi. Cho hả? Đúng rồi. Cho hả? Cái gì? Ủa, sao bữa trước người ta không tội nghiệp anh mà người ta quầy đi? Tại... Anh cho không cho là cho cái gì? Tại vì anh có lòng tốt thôi. Tốt rồi. Dạ, yeah. Thôi đánh cho nó đừng động tới củ khoai của người ta. Để dạy cùng đi nháy nữa hay gì? Đúng không? Chuyện đó là chuyện của anh. Anh ăn cá độ thì anh muốn làm gì anh làm chứ. Em nói mẹ. Nói đi. Dù sao anh cũng ăn chứ anh không có thua. Có tiền đâu? Có tiền đó đâu? Có tiền đó đâu? Thì anh ăn 4 cây thì anh trả người ta 2 cây còn 2 cây của anh. Đừng chế ngoại, không ai sợ đâu. Không sợ hả? Không sợ đúng không? Đâu giờ anh nói anh sợ em chưa? Em đừng nói em hung dữ như vậy, anh sợ em nha. Chắc em sợ lắm. Em thừa biết anh là vua đi đòn đó. À đùi. Em sợ lắm. Ờ chắc anh sợ em. Oh yeah. Come on. Baby, come here. Không sợ thì đứng lại. Ủa anh làm cái gì vậy? Đúng rồi. Cái chuyện của anh, cái đó là chuyện làm ăn của anh. Bây giờ anh ăn người ta đó, tiền nó cũng là của anh, không phải của em. Trừ khi cái tiền mà anh đi làm. Tiền của anh cũng là tiền của em. Tiền của anh cũng là tiền của em. Mà tiền của em cũng là tiền của em. Cái gì của anh cũng là của em hết. Cái gì của em cũng giả là của em. Ôi đồ khôn như chó luôn. À nghe. Em nói gọi nha, không chơi cái đó nữa, hôm qua em cấm rồi, bây giờ em chơi vậy? Không chơi làm gì, bữa nay anh gỡ được 2 cây có tốt. Gỡ 2 cây đó đâu? Anh thấy người ta tội nghiệp nên anh cho rồi. Cho xong rồi đi hai nháy. Thì cái đó là người ta cảm thấy người ta bù đắp cho anh thôi. Trời, không có bù đắp bận gì hết trơn. Nhưng mà anh không có nhận, anh là quân tử nhất ngôn. Ừ, để chừng nào vợ đi đâu, vợ đi ngủ thì anh ra với em. Oh yeah. Come on. Có thì ý anh là anh cho người ta rồi, tại anh nói giỡn với người ta vậy thôi chứ thật sự là anh chỉ cá ăn thấy tội nghiệp anh cho lại thôi. Từ đây sắp tới nha, khỏi có cái vụ mà em đi đâu hết trơn, anh cũng khỏi có cái lý do mà anh đi mua đồ mua sữa mua bọng gì chứ. Anh đi đâu em đi theo đó, em đi đâu cũng bắt anh đi, anh chở em đi luôn. Khỏi có một phút mà rời xa, mà khỏi đi qua bàn pizza, mà khỏi đi ruộng gì hết trơn á. Anh đi đâu em đi đó, mà em đi đâu em kêu anh chở em đi. Ok. Sao? Em đâu phải con Sam đâu mà em dính anh như vậy. Ủa em thích gì đó là sao? Không muốn cái gì? Không. Không muốn không được. Anh chưa nói hết mà em làm gì vậy? Ừ, thì vậy đi, khỏi có nháy gì hết trơn. Tiếp. Ừ, tiếp. Người đứng này chị, nói gọi đi vô đi.
Hắn sợ em ra anh nhìn. Đừng đi thoại nha. Điện thoại gì? Điện thoại là điện thoại của anh. Em nghĩ cho anh xài điện thoại luôn. Vô đi. Đưa điện thoại của anh. Mắc gì anh phải đưa cho em. Mốt khỏi đi chợ, khỏi đi gì hết trơn á. Anh nghe nói mai đi ống vỏ chắc ra được á. Ủa đi ống vỏ không đi sao? Không. Không. Anh được quyền không đi. Khỏi đi. Em bắt buộc anh phải đi, em phải chở em đi. Chở em đi, anh đi về. Thử về anh cái đi. Là không còn găng mất cháo luôn. Nhất định anh xa nghe em. Hai nháy của anh muốn làm gì mà anh chứ. Em phải tin anh chứ. Anh nói vậy thôi chứ không gan đâu. Thiệt. Nói chứ anh lấy tiền chứ không ăn ai nháy đâu. Nói giỡn đó. Nhà không có tiền nữa sao? Thì không có tiền thì nhóm la liếm được gì mình thì la liếm thôi. Chứ hai cây ngu gì bỏ. Đừng nhìn anh như vậy chứ. Xác định anh như chim trong lòng rồi đó. Vậy em làm gì ạ? Anh khổ đi đâu đó. Anh nhất định phải đi. Nhắm đi được thì đi. Được hết. Được hết trơn. Nghe vợ thôi nha. Mệt nha. Mà tính đi bây giờ tính chúng không? Có hai cây không? Có hay là nó chơi? Ủa nãy giờ nó chơi với em hả? Là có hay hả? Em phải tin anh chứ. Ở cái điện thoại vô đầu thì bể đầu. Tức cái mình là... Sao anh nói mà em không tin anh? Vợ chồng phải tin nhau chứ. Tức thiệt chứ. Ngộ chứ. Quá thiệt chứ. Đâu chứ. Ê, không chơi cái đó nghe chưa? Ê, đủ nghe chưa? Anh sợ em sao? Hả? Đó bây giờ nói anh sợ. Hả? Nhân hả? Nhân không? Nhân không? Nghĩ là thấy. Không giữ thì làm gì nhau chứ? Ok mọi người, thì mọi người xem bằng chôn của mình có cảm thấy đủ đồ chưa? Chưa đủ đô thì mọi người hãy bình luận những cái ý tưởng khác để mà mình làm cho nó đủ đô luôn nha. Ok, thì video mình tới đây cũng kết thúc nha mọi người. Nếu mọi người thấy hay hãy nhớ like, share, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye bye mọi người, hẹn mọi người ở clip đằng sau. Bye bye, yeah.